Cù Lao mến chào cả nhà. Thì hiện tại Linh đang có mặt ở Tiền Giang và Linh đã được những cái người dân sinh sống ở gần cái khu vực này chia sẻ là ở đây có hai cái ngôi nhà bỏ hoang mà gia chủ đã bỏ đi Bình Dương hay là đi một cái nơi nào đó làm ăn xa và 10 năm nay chưa thấy quay lại. Thì hôm nay Linh và bạn mình là Thích Gom sẽ vào bên trong hai cái ngôi nhà bỏ hoang này để khám phá xem là trong hai cái ngôi nhà này còn sót lại những cái điều gì bí ẩn hay là có những cái điều gì tâm linh hay không nha. Bên kia tôi thấy là hình như là chắc cũng đã lâu rồi, từ thập niên 70 tới nay á. Ừ, nhà bên kia là cái kiểu xưa lắm rồi. Ừ, người ta giả đá thôi. Ừ. 4-5 cây cột vậy. Bây giờ mình vô ngôi nhà nào trước? Đi vô cái nhà bên trái này trước đi. À, tại vì cái nhà này nó gần nè, vô trước đi rồi mình đi vòng qua bên kia luôn. Thì không biết là cái ngôi nhà này có vô được hay không nữa. À, tại vì Linh thấy đang hiện tại là đóng cửa nè. À, để Linh sẽ thử mở ra để xem là có vào bên trong được hay không. Cửa sổ thì vẫn còn mở như thế này. Ở trong nó còn quá trời đồ đạc luôn. Trong cửa sổ này còn đồ quá trời nữa không ơi. Không biết vô được không ạ. Nhìn vô là thấy trong đó còn khá là nhiều đồ đạc vật dụng trong đó luôn. Wow. Ồ, hầu như là còn nguyên tài sản luôn. Ờ. Bây giờ mình thử mở cái cửa này xem là có vô được hay không. Ê, cửa này mở rồi. Cửa này vẫn mở được. Tại vì thấy có một cái lỗ nè. À, chắc là ai đã vô đây rồi. Rồi. Còn nguyên đồ luôn. Trời ơi, ngôi nhà này còn nguyên đồ luôn cả nhà ơi. Còn nguyên hiện trạng luôn, nguyên đồ luôn. Đó mới cửa lại. Trời ơi. Còn nguyên đồ hết luôn cả nhà ơi. Ừ. Tủ đồ còn y nguyên luôn. Nói chung là hình như là căn nhà này tất cả những cái đồ đạc vật dụng là chưa có ai đem đi. Như là gia chủ ngày xưa dọn đi rồi không có đem theo bất cứ món đồ nào luôn. Đồ đạc đây còn nguyên luôn. À, ê. Tôi thấy cái dấu hiệu là hình như ta sắp xếp ngăn nắp lại nè. Ừ. Trước chắc có lẽ là trước khi đi họ đã dọn ngăn nắp cái ngôi nhà rồi họ mới bỏ đi. Tôi nghe cái tiếng gì ở trong cái tủ này không ơi. Chắc có chuột gì trong đây hay sao á. Cái tủ này là cái chuột tủ chén nè. Còn nguyên hết luôn mà. Tất cả những cái đồ vật trong đây còn nguyên luôn. Thế cả cái đầu đĩa trên kia luôn cả. Ờ, có cả mấy cái đầu đĩa cũ ngày xưa nè. Đầu đĩa với mấy cái đầu âm ly rồi đó. Ơi, trong này thấy có bức tượng gì vậy ta? Nè. Bức tượng em bé nè. Rồi. Có nghe cái mùi hôi gì không? Nghe giống như là mùi có một cái con gì chết hay sao á. Nghe mùi thúi thúi. Thúi là cái mùi thuốc kháng sinh. Có lẽ là từ lúc mà bị bệnh. À. Mùi thuốc kháng sinh trong tủ chúng ta ra được đầu. Đúng rồi. Nghe cái mùi này nghe cũng quen quen lắm nè. Mà nó cộng thêm cái mùi nhà này bỏ hoang lâu năm cho nên là chưa có nhận ra được là cái mùi gì. Lâu rồi.
Ê, cái nhà này tôi thấy là để quá trời sữa ở trong này. Chắc có lẽ là ngày xưa bữa nay có con nít, có con nít nhỏ nè. Để quá trời mấy cái hộp sữa trên bàn luôn. Ê, cả đống sữa luôn nè cả nhà. Và giường mùng chiếu à, vẫn còn nằm ở trên trên cái bộ ngựa này y nguyên luôn. Gì đó nó rớt xuống nền rất là nhiều. Hình như là cái la phong ở phía trước này nó bị sụp rồi, cho nên là mấy cái gỗ mục á nó mới rớt xuống á. Đây, cái la phong ở phía trước này bị sụp này cả nhà. Trời ơi, ông ơi, trời ơi, trời, tôi thấy cái gì bức tượng gì nhìn rất là ghê luôn ở trên này nè, chỗ cái gian bếp nè. Rồi nè, cái bức tượng này bức tượng gì không biết luôn mà nhìn khá là ớn luôn nè. Giống như Phước Lộc Thọ vậy nè, cái ông già có râu. Giống ông thần tài hơn, nhưng mà cái đầu nó bị biến dạng cho nên là mình nhìn không ra nè. Tại vì ông thần tài mới cầm mấy cái sâu đồng tiền đó, thấy không? Mà hình như là tôi thấy bị cháy. Dấu bị cháy hay gì ta, bị nấm đen rồi. Bên Bị cháy rồi. nhìn cái tượng này luôn ha, Bây giờ nhìn cái tượng nó hình thù khá là ớn. thật cao quá vậy. Không, bằng đá, bằng xi măng. Tôi thấy nó nhẹ, Và cái này cũng vậy nè, tôi thấy có cái dấu hiệu là nám đen. hình như chỗ này là cái gian bếp này, cho nên là cái bức tượng nó mới bị cháy. Ngày xưa người ta nấu hay sao á, nấu nó mới bị nám. Đồ đạc không có nám đen nè. Trời ơi, nồi son chén bát thì còn yên nguyên cái dưới này luôn nè, còn đầy đủ vật dụng hết. Cái lu gạo này đã, bây giờ ông vô ông mở cái lu gạo vẫn còn cái màu xanh đó, lu gạo mà. Cái thùng màu xanh. Hết rồi. Dạ. Trong không nhẹ hững à. Phải đi không gì nè, tại vì cái nó không bị tạp. Ở trước này là còn nguyên tủ được nguyên đồ luôn nè, và một cái tấm màn ngăn cách cái phòng khách. Ôi trời, ở trong cái phòng này còn đồ quá trời luôn nè ông đó. Đây là cái tủ nữa cả nhà, phía bên này là còn nguyên một cái tủ nhôm, nguyên cái tủ nhôm luôn nè. Tủ nhôm này mua bây giờ cũng mắc lắm á. Và ơi, nghe tiếng chuột kêu quá trời luôn ơi. Trong đây hả? Bây giờ mở ra thử xem là coi có gì trong đây không. Cái không gian này nó hẹp quá, mình tục tục trở lại chút xíu được không? Rồi. Wow. Còn nguyên đồ luôn trời. Còn nguyên đồ hết trơn luôn. Túi quần áo mà gói được còn nguyên hết trơn. Mở luôn cánh lên đây xem. Cái cửa, cái tủ này nó có cái kiến cho nên là nó dội lại nè. Đồ mới luôn. Trời ơi. Đồ của một người đàn ông Người chồng trong gia đình này. và một số quần áo của phụ nữ nữa. Có mấy cái giỏ sách nè. Túi xách của phụ nữ đó. Bên này thì còn nguyên cái mền nè. Ngôi nhà này còn nguyên tài sản luôn. Đâu, mở cái đó ra coi có gì không? Có gì bí ẩn không? Có sổ bảo hiểm nữa nè. Sổ bảo hiểm à? Thôi, được coi nè. Bảo hiểm là cái cách năng chúng ta. Giờ còn cái tủ dưới Mở đi. Cái gì vậy? Túi cặp là À, túi cặp, lại là một cái túi đựng đồ. Quá trời. không có chuột đâu, Tôi nghe tiếng chuột kêu, tiếng chuột con á, tiếng chuột con ngải chắc kêu để nữa. trong này đó. Còn bên còn một cánh kìa, bên không kìa, mở luôn. Cái gì vậy? Giày dép guốc.
đồ chơi trẻ con. Nhìn không kỹ nữa, có cái gì đó, đồ chơi trẻ con. Đầu còn mới luôn, trong bọc luôn. Ừ. Mà nhìn không ra, không nhận ra là cái món đồ chơi gì. Đồng lấy ra thử, lấy cái trắng trắng ra ở trên. Nè, cái gì nè, một cái khóa cửa. À, một cái kẹp điện thoại. Kẹp điện thoại à? Ừ. Sao lạ vậy? Cái kẹp điện thoại đó để học á. Rồi, lại đây. Anh em đi khám phá rồi chứ không có lấy trộm gì hết. Ở trong cái phòng này nè, tôi thấy là còn khá là nhiều quần áo trong này. Với lại một số ly đồ trong này nữa. Nè, quần áo giặt ở trên đây một đống luôn. Trong cái thao này thì quá trời ly trong này nữa. Có đủ ánh sáng không? Đủ, thấy bình thường. Đó. Trong cái thao này còn đóng ly luôn. Cũng đã gần 10 năm rồi, gia chủ không có quay trở lại như thế này. Nhưng mà cái màn này sao tôi thấy còn mới vậy ta? Cái màn đó, cái màn chút gì đó. Màn chuỗi. Đây là cái không gian ở phía trước nè. Rồi. Trước này là còn ghế nè. Hồi nãy giờ mình đi khám phá không? Ừ. Cái nhà này là người cũng có điều kiện mới xây được cái nhà như thế này. Và ông nhìn là những cái món đồ vật ở đây đều là đồ có giá trị không? Ừ. Ha. Mà ơi, trời ơi. Ở núi vậy. Con chuột kìa. Trời ơi, hèn chi. Nãy giờ cái mùi bốc ra đây là cái mùi của cái con chuột này nó chết nằm đây nè. Thúi rùi đâu. Hèn chi nó thúi ình là. Chết nằm dưới nhà luôn. Rồi còn nguyên dàn lo nữa nè ông ơi. Dàn lo này dàn lo vi tính. Lo máy vi tính. Và nói chung là cái hiện trạng của cái ngôi nhà này là còn nguyên vẹn đồ đạc luôn. Nhưng mà có cái bát hương không gì đâu. Không. Một cái bát hương. Cái ghế này nó không có bình thường, nó để chẳng lên gì. Cái ghế này sao ta để chổng ngược lên ta. Và để một số đồ vật ở trong này nữa nè. Còn bát hương nữa nè. Cây đậm đá rồi. Cái này mấy cái tay quay máy dầu. Cái dụng cụ mà để làm cho máy quạt pin thôi. Ừ. Thôi bây giờ anh em ra đi ra. Và đi qua cái nhà kế bên đi. Ừ, mà đi sang nhà kế bên. Đây. Cái gì đây? Cái một cái màn kết bằng chỉ và gì? Len. Bằng len. Trái châu đó. Trái châu nè. À, cái này là không phải cái màn đâu, có thể là ta treo để dưới nhà. Rồi. Treo giữa phòng khách rồi đó. Bằng len đó chứ. Đi. Giờ anh em sẽ sang cái nhà kế bên. Là ngôi nhà của ở phòng cho mẹ. Của cái ngôi nhà. Ôi, cửa tự đóng nè. Đi đường nào đây? Đi đường trước vô luôn đi. Coi đường sau coi vào được không? À đường sau vào được kìa. Ừ. Trời ơi, chết rồi. Bà cỏ nè.
Để tôi đi lại trước này coi, xem là cái cửa sổ này có thể nhìn vô bên trong được hay không. Trời ơi, ở đây nhìn vô được thấy toàn bộ cảnh bên trong luôn này cả nhà ơi. Và trong đó còn tủ nè, và một số hình ở trong đó nữa. Trong đây còn tủ với hình nè, quá trời luôn. Mà cái tủ đó bị ngã nghiêng, quá trời luôn ha. Đi ông nãy ông đi vòng vô đường sau đó vô được phải không? Cỏ xước nó dính quá trời. Nhà bây giờ là dây leo với lại cỏ nó bao phủ tùm. Ở giữa cái khoảng sân của hai cái ngôi nhà này là còn mấy cái lu, mấy cái bể chứa nước. Ủa mà mấy cái bể này mà người ta đậy bằng cái nắp đan này sao người ta dỡ ra được ta? À, ở trên này nó có một cái lỗ vuông nè. Cái nhà bên đây nó bị mục hết rồi, chắc có mít chín lắm. Do là cái ngôi nhà bên đây kiến trúc cổ hơn và được xây dựng trước cái ngôi nhà của người con ở phía bên nãy là mình vô, cho nên là bỏ hoang lâu năm quá nó bị mục mấy cái vách tường này lớn xuống hết luôn. Hồi đó là ta là làm vách bằng tôn xi măng sạc ra luôn. Ừ, nhà này thập niên 80-90 chứ ai còn lâu rồi. Còn cả đống quần áo bên đây nữa. Đồ này của người mà khoảng 20 mấy tuổi, đồ của ông bà lão. Nhìn mấy cây gỗ đen mung này là biết cái nhà này nó cũng xưa cỡ nào. Ôi cái kèo bị gãy luôn kìa ông ơi, khá nguy hiểm mà người ta chổi lên nè, thấy không? Ê, cái tủ nó ngã nó chắn ngang cái đó đi vô rồi, chắc là được, có cái đường vô nè. Trời ơi, ê, trong cái lu này có mấy cái gì giống như là buộc gà vậy trời. Ê, ông lại ông coi này cái gì vậy? Cái đầu cọc cua mà à. À biết, tôi đó giờ mới nhìn thấy luôn. Nhìn như cái ruột gà. Cái này cái mồm mà chắc người ta cuốn gọn lại. Hai cái lu luôn kìa. Cái lu nó đè nắp rồi. À biết, dở thử thôi. Cho cốt gì cả. Đựng gì đây? Lưới. Lưới hả? Gia đình này làm nghề đi tôm á, cho nên là có mấy cái thùng này. À đúng rồi, chắc là xưa nuôi tôm. Đây, được, đi len qua cái chợ đó. Tại vì cái tủ nó ngã xuống cả nhà, cho nên là nó chắn cái lối đi đi vô. Tủ nó ngã nằm nghiêng luôn. Còn chanh liễn gì kìa. Nãy là trên cái tủ này có rất là nhiều hình dán ở trên đây luôn. Nãy ra ngoài cửa sổ lên gọi vô đây là thấy rất là nhiều hình luôn nè. Mà mấy tấm hình này là xưa không? Hình trắng đen. Hình trắng đen không? Có tấm trắng đen. Mấy tấm hình này là từ hồi năm 2000 rồi tới giờ. Rất là lâu lâu rồi. Có mấy cô gái cũng xinh quá nè. Rồi dưới đây nữa nè đúng không? Ở dưới chân nữa nè. Quá trời luôn.
Rồi. Toàn là hình hồi xưa không? Chắc là những cái tấm hình này là cái lúc mà ông bà gia chủ đây là còn trẻ nè, cho nên là nhìn thấy nè. Nhìn thấy người trong đây còn trẻ. Như chụp ở trong nhà này luôn á. Ừ. Có mấy cái tấm màu đen nè. Bên đây. Dỡ lên thôi. Có ảnh cưới nữa. Nhà này chứng tỏ là cũng hồi xưa cũng rất là khá giả. Cho nên là mới có những cái bộ sưu tập hình như thế này và dán trên cái tủ kính. Ừ. Cái nhà chính bên đây là cũng còn khá là nhiều đồ. Cái này là cái bàn thờ ở giữa nhà gì nè ông ơi. Nè. Cái bàn thờ ở dưới nhà mà nó bị lật luôn rồi nè. Một. Trời ơi. Bên đây còn nguyên bộ lư chân lư đèn nè. Đèn chân lư với cái này không bằng gỗ chứ không phải là bằng bằng đồng. Nhưng mà bộ lư xưa bằng bằng đồng mới là cổ, mới là quý. Bằng gỗ. Dựng lên đi. Và còn nguyên cả một cái đống tranh liễn người ta sắp ở bên đây nữa nè. Bộ nguyên bộ chân lư này với lại cái bộ cái lư mà nó nằm ở giữa nữa. Cái này là chỉ là chân đèn thôi mà không thấy cái giữa ha. Mất tiêu rồi. Hình như là có ai nuôi gì gà vịt gì trong đây nè, cho nên là có mấy cái bội với lại cái lồng để nhốt cái chuồng. Nhà bên đây thì là mái ngói đỏ và không quá là phong và theo kiểu nhà hồi xưa. Còn cái nhà bên kia, nhà của người con là đã cấp theo kiểu hiện đại sau này, có la phong đầy đủ hết. Thôi bây giờ đi ra đi. Đi. Xung quanh đây thì cũng còn những cái ngôi nhà ở cạnh bên những người dân ở đây họ sinh sống gần đây. Ôi đi đường này nóng rồi. Đi ra cái đường đó toàn là cỏ xước không à. Ôi sau này còn toilet. Ồ toilet còn nguyên đồ luôn nào ông ơi. Còn thao chậu gì trong đây nguyên luôn. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ qua chớ ra thôi. Nãy giờ thì cũng đã đi một vòng xung quanh cũng như là vào bên trong hai cái ngôi nhà bỏ hoang này khám phá. Thì trong đây còn nguyên vẹn đồ đạc, rất là còn nhiều đồ rất là giá trị trong này. Thì muốn bỏ hoang 10 năm, gần 10 năm nay mà không gia chủ không có quay về. Thì đó là một cái điều cũng rất là bí ẩn và kỳ lạ luôn. Hai anh em nãy giờ là đi khám phá nhưng mà chưa có hỏi thăm kỹ gì nhiều về hai cái ngôi nhà bỏ hoang này. Thì nếu mà cả nhà xem được cái video này thì hãy cho hai anh em mình xin một like như là một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ hai anh em có động lực khám phá những cái nơi mới tiếp theo hay hơn. Bây giờ thì Linh xin chào, hẹn gặp lại cả nhà nha.